Chào cả nhà, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Fidia Wedding, kênh chuyên về chia sẻ tất cả những cái vấn đề liên quan đến chuẩn bị cho đám cưới. Ngày hôm nay mình muốn chia sẻ mọi người là tất cả những cách mà giúp tiết kiệm cũng như là cắt giảm bớt các cái chi phí chuẩn bị cho đám cưới. Mời cả nhà cùng theo dõi nha. Điều đầu tiên mình muốn chia sẻ với mọi người ấy là nếu mà mình không có quá nhiều chi phí và không đầu tư cho tiệc cưới quá lớn ấy thì là có thể mình không cần thiết phải thuê wedding planner, mà mình chỉ cần có thể làm việc trực tiếp với các wedding decorator và các cái nhà cung cấp khác như là quay phim, chụp ảnh, make up, váy cưới. Đấy. Thì cái đấy là cái liên quan đến nếu mà mình cũng phải có thời gian này. Rồi mình thích tự tìm hiểu này, thích trực tiếp đi gặp gỡ các nhà cung cấp để tìm được cái bên nào nó phù hợp nhất với mình ấy. Thì là mình có thể tự làm được cái việc đấy, cũng như là tự lên một cái plan cho mình. Đấy. Kết hợp với việc là khi mình gặp các cái nhà cung cấp của các cái bên cung cấp dịch vụ cưới đấy thì họ đều là những cái chuyên gia trong cái lĩnh vực của mình. Thành ra là khả năng họ cũng sẽ tư vấn và đưa ra những cái phương án mà tốt nhất cho mình, cũng như là có thể đưa ra cho mình nhiều những cái gợi ý mà phù hợp nhất cho từng cặp đôi. Thật ra cái vai trò của wedding planner ở đây lúc đấy chỉ là cái người mà tư vấn và đưa ra những cái option nó phù hợp thôi. Chứ còn nếu mà mình có thời gian đi tìm hiểu và tự mình so sánh, tự mình tìm thì mình hoàn toàn có thể làm được cái việc đấy, chứ không cần thiết phải thuê thông qua wedding planner. Mọi người để ý có một cái là bây giờ giống như tiệc cưới bây giờ là nhiều khi là phục vụ cho gia đình và bố mẹ nhiều hơn là cho bản thân cái cặp đôi cô dâu chú rể. Đấy, chính vì lý do đấy mà phần lễ rồi là phần chương trình trong tiệc cưới là thường không có những cái gì làm đột phá được, mà thường là sẽ phải là làm theo truyền thống và để đáp ứng cái nhu cầu của ông bà bố mẹ. Đấy, thành ra mình thấy là cái việc mà thuê wedding planner ở đây lúc đấy là sẽ gọi là hơi phí và không tận dụng hết được cái sự sáng tạo cũng như là cái khả năng lên chương trình của wedding planner. Còn với những cái trường hợp mà mình thấy là cần thiết ấy, phải thuê wedding planner ấy, là với những cô dâu chú rể, những cặp đôi mà quá bận rộn, công việc quá bận rộn mà không có thời gian để đi tìm hiểu cũng như là tham khảo các nhà cung cấp này, hoặc là cũng đã tin tưởng và theo dõi một cái wedding planner nào đấy và cảm thấy là hợp cái gu cũng như phong cách làm việc của họ này, về thẩm mỹ cũng như cách làm việc này. Hoặc là một cái nữa là nếu các cặp đôi mà du học sinh hoặc là ở nước ngoài và không có điều kiện để về nước để có thể trực tiếp đi tham khảo các nhà cung cấp, mà kiểu như là ngày cưới lại thường chỉ có thể về nước sát cái ngày cưới ấy. Có một thứ mà mình thấy là các cô dâu chú rể ấy, chưa cưới thì khá là thích thú và đặt nhiều kỳ vọng nhưng mà lại rất là phù phiếm, đấy là cái chụp hình pre-wedding. Nhiều cặp đôi là thường hay bỏ nhiều tiền ra để chụp pre-wedding nhưng mà xong sau đấy là không xem, có khi là chỉ đợi đến nó chỉ có tác dụng là khi có con thì dở ra xem để cho dỗ cho nó ăn. Đấy là một cái tác dụng của cái album pre-wedding. Thế nên mình nghĩ là nếu mà như thế thì cũng không cần thiết phải bỏ quá nhiều chi phí cho nó. Thường mình cứ chọn cái gói basic cơ bản của các cái studio là cũng ok. Đấy là ý kiến cá nhân thôi nhá. Còn nhiều cô dâu chú rể thích chụp hình đẹp, thích kiểu sang chảnh, hoặc là kết hợp với cả đi du lịch, đi trăng mật luôn thì vẫn ok. Nhưng mà ở đây là trong cái video này là mình muốn hướng đến là cách tiết kiệm chi phí, thì là để phù hợp với những bạn mà có tài chính không quá dư giả. Đấy. Cái tiếp theo mình muốn chia sẻ với mọi người là cái nhẫn cưới. Là một cái mà mình nghĩ là cũng không nên đầu tư quá nhiều tiền. Và thứ hai là liên quan đến nhẫn cưới thì thường những cái mẫu mà mình đeo lâu dài ấy, tại vì mình về sau mình sẽ đeo rất là lâu thì không cầu kỳ, không quá nhiều chi tiết, chạm khắc đính đá hạt nhiều thì là sẽ là càng tốt. Giống như thời trang ấy, nhẫn cưới cũng là một cái giống như thời trang ấy, thường là những cái mà thiết kế đơn giản và trang nhã lịch sự ấy, thì là những cái mà sẽ trường tồn và dùng lâu bền, nó không bị quê. Thế còn nếu mà những cái mẫu mà phức tạp, lòng ngoằng và quá nhiều họa tiết trang trí cầu kỳ ấy, thì là sẽ bị nhanh bị lỗi mốt. Lúc đấy có thể nhìn rất là đẹp thôi, nhưng mà chỉ một thời gian ngắn sau là sẽ bị lỗi mốt và không dùng được lâu dài. Thì mình nghĩ là cái đấy cũng không cần thiết phải đầu tư quá nhiều tiền. Về vấn đề quay chụp phóng sự trong đám cưới ấy,
Thì mọi người để ý nhé, là với những cái nhà chật hẹp, nhỏ mà không có nhiều không gian ấy, đặc biệt lại nếu lại đề co không đẹp nữa ấy, thì là không cần thiết phải có nhiều máy quay chụp phóng sự đâu. Tại vì nếu mà một cái gói mà quay chụp phóng sự đầy đủ ấy, nó sẽ khoảng là 2 cho đến 3 máy quay, với là cũng khoảng 2 cho đến 3 máy chụp nữa. Thì tổng một cái gói như thế là nó sẽ khoảng 6 máy. Mà 6 máy quay chụp như thế với không gian nhà nhỏ chật hẹp mà không có diện tích, không có chỗ để mà xoay trở ấy, thì sẽ rất là khó để tác nghiệp. Và như thế là sẽ phí tiền, nó gọi là phí tiền thừa ấy. Như thế là người ta gọi là giống như kiểu gọi là dùng dao mổ trâu để giết bò ấy. À, gọi là dùng dao mổ trâu để giết gà ấy. Nó không cần thiết mà thừa và sẽ tốn kém chi phí của các bạn. Còn nếu mà nhà đẹp, rộng rãi rồi decor đẹp thì cái chuyện đấy thì thoải mái thôi, không thành vấn đề. Tại vì nhiều khi có nhiều gia đình ấy, cái không gian để làm lễ gia tiên ấy mình thấy là rất là chật. Nhiều khi chỉ đủ kê khoảng 2-3 bộ bàn ghế ấy, là đã hết cả chỗ rồi. Đi lại rồi mọi người đi lại rồi, ví dụ như là lễ ăn hỏi còn phải mâm quả chám nữa, bê vào nữa. Rất nhiều người, thành ra lúc đấy không có đủ chỗ để mà tác nghiệp. Và thứ hai nữa là nhiều máy như thế còn đè góc vào nhau ấy. Kể cả có cùng đứng vào để mà quay chụp thì là cái góc máy nó cũng sẽ na ná nhau, nó không có góc máy khác nhau được. Thì như thế là mình thấy là hơi bị phí, hơi bị thừa. Cái vấn đề tiếp theo mà mình muốn chia sẻ với mọi người ấy, là cái trang trí lễ gia tiên hay là lễ ăn hỏi cưới ở tại gia đình, tại nhà. Thì cái đấy là một cái mà thật ra là rất là quan trọng, nhưng mà mình lại có thể tự làm được. Cái phần decor trang trí mình có thể tự làm được để tiết kiệm chi phí. Cái này mình đã có một cái video nói chi tiết về cái vấn đề này thì mọi người có thể tham khảo. Mình sẽ chia sẻ xem là có một cách dễ làm mà cũng tương đối hiệu quả ấy, là mình có thể thuê các cái bên quảng cáo ấy là để làm cái phần khung dàn thô. Ví dụ như phần làm phần khung vách phông này, rồi là phần in ấn cái phông này. Đấy, bồi dán đề can. Thế còn lại thì phần cắm hoa ấy, bạn có thể lên các cái group, các cái diễn đàn của các cái group của về ngành cưới. Lên các cái group của ngành cưới để đăng lên để thuê các cái thợ freelance cắm hoa. Thì đấy là một cách tiết kiệm chi phí rất là tốt mà vẫn đạt được hiệu quả cao. Nhưng quan trọng là bạn phải có thời gian này, bạn cũng phải chịu khó tìm hiểu. Và thứ hai nữa là cũng phải chịu rủi ro đấy. Tại vì làm như thế tự mình tự làm đương nhiên là có rủi ro rồi. Nhưng mà cái này là mình nghĩ là chỉ phù hợp với những bạn khéo tay và có con mắt thẩm mỹ tốt thôi. Còn nếu không thì tốt nhất là cứ đi thuê cho nó lành. Đấy. Nhiều tiền thì thuê xịn mà ít tiền thì mình thuê vừa vừa thôi. Chứ không cần thiết là phải đặt nặng quá cho cái này. Miễn là nhìn nó làm nó chỉnh chu, sạch sẽ. Đấy. Và cái việc làm trang trí ở nhà thì nên chuẩn bị sớm. Để có gì thì mình không hài lòng thì mình còn có thời gian để sửa chữa ấy. Thì nếu mà làm gấp quá, làm sát giờ quá là đến lúc rất là căng đấy nhá. Một vấn đề tiếp theo mà các cô dâu có thể tiết kiệm được chi phí tương đối nhiều ấy, là chính là cái váy cưới ấy. Thì thật ra cái này mình nghĩ là một cái mà cũng nói thế thôi chứ cũng tương đối khó. Tại vì mình biết là cái váy cưới đối với cô dâu là một cái mà vô cùng quan trọng. Vì là cái mà sẽ khoác lên người cô dâu, cũng giống như là cái make up ấy. Đấy. Thì mình biết là có nhiều cô dâu là có thể ví dụ decor trang trí không cần phải cầu kỳ này. Đấy, cưới ở đâu cũng không cần phải quá cầu kỳ, cỗ bàn cũng không quan trọng lắm. Nhưng mà cái váy cưới lại rất là quan trọng. Đấy, phải đẹp, phải sang, thậm chí phải vài cái váy cưới. Phải mua mới. Thì nói thật là mình thấy những cái đấy nó hơi thiên về vấn đề cảm xúc. Đấy. Nó hơi thiên về vấn đề cảm xúc quá. Và nếu mà tập trung đầu tư vào cái đấy thì là sẽ là một cái mà mất tương đối nhiều chi phí. Và theo như mình biết là ví dụ trong một cái combo váy cưới của cô dâu ấy, nếu mà dùng sẽ có váy pre-wedding này, rồi đi chụp pre-wedding này, rồi là váy trong ngày cưới thì có váy đón khách này, rồi lại có váy làm lễ này, rồi lại có váy để đi tiệc này, đấy. Thì nếu mà thuê hết một combo, nếu mà phải mua hết một combo toàn bộ như thế thì mình nghĩ là rất là tốn kém. Thì thay cho việc đấy thì nếu mà tiết kiệm chi phí, mình nghĩ là chọn một cái váy đơn giản, váy kiểu trơn đơn giản thôi. Mà trông nó lịch thiệp, không cần quá nhiều gen với cả các họa tiết cầu kỳ. Đấy là cái mình khuyên thế thôi, chứ còn thật ra là hoàn toàn là phụ thuộc vào nhu cầu của cá nhân thôi. Chứ mình biết nhiều bạn cô dâu mà nếu mà đã bước chân vào tiệm váy cưới cái thì chắc là khó mà bước ra lắm. Cái này thì mình tư vấn trên danh nghĩa là wedding planner thôi, chứ còn mình cũng là đàn ông thì chắc là cái đấy chị em phụ nữ nó là tín ngưỡng rồi.
khó nói lắm, đúng không? Tiếp theo nữa là một cái khá là quan trọng là cái mà trang trí ở nhà hàng tiệc cưới hoặc là khách sạn. Thì có một cái lưu ý này là cái đấy là một cái mà nếu mà để mà gọi là đầu tư cho ra tấm ra món thì sẽ rất là mất nhiều tiền. Thành ra là mình nếu mà không cần thiết lắm ấy thì mình có thể chỉ là tập trung đầu tư trang trí những cái hạng mục chính quan trọng, ví dụ như sân khấu đấy hoặc là cái khu chụp hình. Thì mình nghĩ là hai cái hạng mục đấy là hai cái mục mà mình có thể đầu tư nhiều hơn để cho làm cho nó khác biệt mà không dùng cái có sẵn của nhà hàng. Còn thường là nếu mà làm ở khách sạn 5 sao rồi thì thường khách sạn 5 sao lại không có phần trang trí gì cả. Thì cái đấy mình sẽ phải chắc chắn là sẽ phải làm hết. Nhưng mà đã vào khách sạn 5 sao rồi thì chắc là không phải đối tượng của cái video này, đúng không? Là mọi người phải để ý là cái phần ánh sáng nhé. Có rất nhiều bạn là tiết kiệm chi phí thì là làm decor, làm một cái gói decor đầy đủ của mình nhưng mà lại không thuê hạng mục ánh sáng. Âm thanh thì không cần rồi, âm thanh thì thường dùng sẵn thôi. Nhưng mà lại không thuê hạng mục ánh sáng ấy thì đến lúc mà ánh sáng nó không được như ý, rồi là nó có một vấn đề tế nhị nữa là những cái bên setup ánh sáng của nhà hàng ấy. Ví dụ cái bạn chuyên làm cái việc setup ánh sáng của nhà hàng ấy, đến lúc làm lễ lại không hợp tác với cả bên planner như mình, bên decor như mình mà lại kiểu nói không nghe ấy. Tức là ý các bạn nào, các bạn nghĩ thế nào là đúng thì các bạn cứ làm như thế ấy, theo kiểu kinh nghiệm ấy. Nhưng mà thật ra mình nghĩ thế là sai đấy nhá. Tại vì có nhiều cái nó về màu sắc, về cách đánh đèn, rồi là cái xu thế mới ấy, thì các bạn ấy sẽ không cập nhật được. Tại vì các bạn ấy đâu có đi làm nhiều tiệc cưới khác nhau ở nhiều nơi, rồi xem tham khảo mẫu, rồi là tìm hiểu xu thế các đám này đám kia để mà có cái sự nhận xét cho bản thân đâu. Các bạn chỉ là người làm công ăn lương, làm đúng một cái công việc đấy, cứ hàng ngày làm đi làm lại. Đấy, chính vì cái lý do đấy mà cái tư duy của các bạn ấy chỉ gói gọn trong cái kinh nghiệm làm việc theo thời gian như thế thôi. Thành ra là nếu mà các bạn ấy chỉ nghĩ là các bạn nghĩ như thế là đúng, còn người khác thì không biết gì hoặc là sẽ không nghe, hoặc là ví dụ lúc nói thì có thể ậm ừ cho qua. Nguy hiểm nhất là cái đấy nhá, có thể lúc mình nói thì ậm ừ cho qua, cho đến lúc làm lại không làm đúng thế thì là rất là nguy hiểm. Chứ tránh trường hợp là mình, chính bản thân mình đã bị rất là nhiều cái phốt như thế. Tức là vì tin tưởng bên nhà hàng, rồi là cứ nghĩ là chuyện đơn giản ấy, cô dâu chú rể cũng thế, muốn tiết kiệm chi phí ấy, thế là không thuê ánh sáng ở bên ngoài, dùng sẵn của nhà hàng, nhưng cuối cùng là lên đánh xanh đỏ tím vàng hoặc là màu tái xanh tái tím ấy. Rất là sợ hỏng hết. Hỏng hết vào việc quay phim chụp ảnh. Về ví dụ có thể lúc làm lễ thì vẫn ok, thì họ vẫn đặt ánh sáng vàng, ánh sáng trắng lên thì mặt mũi vẫn sáng sủa, vẫn ok. Nhưng mà cái lúc mà chuẩn bị trước khi vào làm lễ, lúc mà chụp ảnh decor, các bên quay phim chụp ảnh vào quay chụp phần decor trang trí trước khi vào làm lễ thì là bị ám màu hỏng hết, xanh đỏ tím vàng hỏng hết, cùng về là rất là khó có thể sử dụng, hoặc là lại phải chuyển về đen trắng ấy. Đấy, thì cái đấy là một cái mà mọi người phải để ý. Tiết kiệm thì tiết kiệm thôi, nhưng mà có những cái quan trọng thì mình vẫn phải thuê đấy. Thứ hai nữa là ở nhà hàng ấy, nếu mà không có nhiều chi phí ấy, thì tốt nhất là mình cứ chọn cái phong cách rustic. Đấy, mình nghĩ là cái phong cách đấy là cái phong cách mà sẽ dễ đẹp, dễ làm, dễ đẹp với những cái chi phí không nhiều. Thứ hai nữa là chọn cái tông màu, tông hoa là tông trắng xanh tự nhiên. Thì cũng là cái loại hoa nào hầu như cũng đều có những cái tông màu đấy, và các loại hoa là đều giá hợp lý ấy, không bị giá cao. Thì là cái tông trắng xanh là cái tông mà hợp lý nhất để làm. Chứ là tránh nhất chọn mấy cái tông như kiểu tông đỏ nhé. Tông đỏ, hoa đỏ là làm rất tốn luôn mà cắm hoa lâu. Và thứ hai nữa là những cái loại hoa mà cắm được nhiều để mà nó bù vào để cho nhìn thiết kế trông nó đầy đặn ấy. Như là ví dụ hoa tú cầu đấy, là cũng không có màu đỏ, xịt sơn thì nhìn nó màu nó dại lắm. Đấy, cho nên mọi người tránh những cái tông hoa mà nó nhìn nó đỏ, hoặc tông những tông lạ như là tông cam, tông tím, hoặc là đấy là những cái tông mà sẽ đắt tiền hơn rất là nhiều so với tông trắng xanh tự nhiên. Thì mọi người nên lưu ý là khi mời khách đi ăn cưới thì nên chọn lọc khách cho kỹ. Tức là lên cái danh sách khách mời và chọn lọc cho nó kỹ. Để chỉ mời những cái khách hoàng, hoặc những cái mời những cái người bạn thân thiết nhất của mình, gia đình nhé.
Thì như thế là sẽ tỷ lệ mọi người đi sẽ cao, tức là sẽ bị ít cái trường hợp là mọi người bận hoặc là vì lý do này lý do kia mà không đi. Tức là mọi người thường sẽ cố gắng để đi. Và tốt nhất là có một cái điểm nữa là mình nên trước ngày cưới ấy, trước một ngày cưới một vài ngày ấy, nếu mà có thời gian thì mình gọi điện hoặc là mình check lại, hoặc có thể trên thiếp mời ấy, mình cũng ghi rõ cái mục đấy. Tức là trước ngày đưa cưới thì cách trước ngày cưới khoảng 2-3 ngày thì mọi người thông báo lại về cái việc là confirm lại về cái việc có đi được hay không ấy, có đi ăn cưới được không ấy, để mình chốt lại cái phần mâm cỗ với bên nhà hàng ấy, để tránh bị ế cỗ. Thì cái đấy là cái mà thật sự là với các cái khách mời của đám cưới thì như thế là đã giúp cho cô dâu chú rể rất là nhiều trong cái việc là tránh bị ế cỗ. Chị ế cỗ kể cả là vẫn gửi tiền mừng nhá, được mời rồi không đi vẫn gửi tiền mừng, nhưng mà nhìn cái mâm cỗ ế ra là nó thật là trông buồn lắm, trông sẽ hơi bị chán. Và cái tâm lý là như thế là nó không suôn sẻ đấy. Đi ăn cỗ cưới là ai muốn là cỗ phải hết vừa đẹp, và mọi người ăn không bỏ món đấy. Đấy là cái mà mình nghĩ là tâm lý của người chủ nhà đãi cỗ, đãi tiệc là bao giờ cũng muốn như thế. Mọi người khen cỗ ngon và ăn hết cỗ là đẹp nhất. Là khi mà bạn tìm hiểu các cái nhà cung cấp trang trí cho tiệc cưới của mình ấy, thì bạn nên xem các cái gói để đánh giá là cái mức độ chỉn chu của nhà cung cấp ấy. Thì nên xem các cái gói giá rẻ hoặc gói trung bình ấy, thì sẽ biết là mức độ làm có kỹ không, tức là mức độ làm việc của nhà cung cấp có kỹ không. Chứ còn thật ra là cái gói cao cấp và nhiều tiền ấy, thì hình ảnh các thứ lên thì thường là sẽ nhìn sẽ rất là long lanh đấy. Rồi chưa kể là còn qua Photoshop các thứ chỉnh sửa hình ảnh đấy, nên nhìn sẽ rất là mượt nét. Còn nếu mà mình nhìn vào những cái tiệc mà ở mức trung bình hoặc là ở mức chi phí không quá cao ấy, thì mình sẽ là cái đánh giá được là nhà cung cấp đấy làm việc có cẩn thận và kỹ không ấy. Thì đấy là một cái yếu tố để mà chọn nhà cung cấp. Chứ còn nếu mà nhìn vào những cái hình ảnh của những cái gói đẹp và cao cấp ấy để mà chọn ấy, là dễ, nhiều khi là dễ bị vỡ mộng lắm đấy nhá. Cái này là một cái mà theo kinh nghiệm của mình thì mình thấy là như thế. Nhìn những cái hình ảnh gói đẹp gói xịn thì hầu như nhà nào nhìn cũng đẹp hết, đều xịn đều đẹp hết, mượt mà hết. Nhưng mà còn cái ra thực tế thì lại là câu chuyện khác. Giữa cái hình ảnh trên mạng đưa lên mạng để cho khách hàng xem ấy và cái thực tế ở ngoài đời nhìn ấy, nó đã khác nhau rồi đấy. Chứ còn chưa kể là có nhiều tiệc là ví dụ như là có nhiều đơn vị ấy, làm mẫu lần đầu để lấy ảnh chụp để quảng cáo ấy, thì rất là đẹp. Nhưng ví dụ là đến lần thứ hai, lần thứ ba hoặc lần thứ n làm lại cái concept đấy đấy cho những khách hàng khác để gọi là làm đúng là kiểu gọi là làm lấy tiền ấy, thì cái chất lượng nó lại sẽ bị xuống rất là nhiều. Đấy, mức độ chỉn chu, mức độ đầu tư kỹ lưỡng cho cái tiệc đấy nó sẽ bị kém đi rất là nhiều so với cái lần đầu làm. Đấy, thì cái đấy là một cái mà kinh nghiệm mà không phải ai cũng biết nhé. Cái này là cái mà trong nghề đấy, mình chia sẻ rất là thật lòng luôn. Tại vì bên mình là một bên mà làm tương đối kỹ cho khách, thành ra là mình mới hiểu cái chuyện đấy. Có một cái cuối cùng ấy là cái mà mình nghĩ là cái cuối cùng là mình muốn chia sẻ hôm nay là cái mà phần gọi là đề co nội thất trang trí cho phòng tân hôn cô dâu chú rể ấy. Thì mình nghĩ là cũng không nên đầu tư vào đồ quá xịn. Thì có một cái lý do là nó hơi hài hước này thôi, là các bạn sau khi cưới xong là thường sẽ lập gia đình sau là sẽ có em bé rất là sớm đúng không, thường chỉ 1-2 năm sau là có em bé. Và có em bé thì trẻ con này nó có những trò là rất hay vẽ vời linh tinh ấy. Vẽ lên tường, vẽ lên tủ, vẽ lên sofa, ghế đệm. Đấy. Thành ra là nếu mà mình đầu tư vào đồ xịn quá ấy, đẹp, xịn, xong chỉ độ 2-3 năm sau nó nghịch lớn lên cái nó lấy bút, nó viết, nó nguệch ngoạc, nó vẽ và phát là hỏng phí. Mình thấy là hơi phí. Thành ra là nếu mà phải gọi là giống như là hơi cố trong cái phần trang trí nội thất ấy, thì mình nghĩ là cũng không cần phải quá cần thiết cái chuyện đấy đâu. Mình cứ đầu tư vừa hoặc là mình dùng những cái nội thất kiểu hiện đại đơn giản, những cái phong cách kiểu Scandinavia thì mình nghĩ là nó hợp lý hơn. Chứ còn đầu tư vào nội thất kiểu diêm dúa kiểu hơi cổ điển hoành tráng hoặc là đồ tông trắng
nõn nà thật đẹp ấy, sau nó làm cho vài vệt bút bi bút dạ lên đấy thì nhìn cũng sót. Hoặc là sofa nó quẹt cho 5-7 đường vào thì thôi là vứt luôn bộ sofa đấy. Đấy thì cái đấy là cái mọi người nên cân nhắc nha. Thế thôi, thế là hôm nay mình đã chia sẻ tất cả những cái vấn đề liên quan đến cắt giảm chi phí cho tiệc cưới. Nếu tất cả mọi người thấy hay thì có gì cho mình một like cũng như là subscribe kênh của mình nhé, để có thể theo dõi những cái video tiếp theo của mình trong về các chủ đề liên quan đến tiệc cưới. Còn có bất cứ câu hỏi nào thì mọi người có thể comment ở dưới để mình chia sẻ nhé. Cảm ơn cả nhà.